chào Nguyên Vũ Dạ em chào Lê Hoàng Ôi sao anh mặc màu sắc thế <laughs> Mình bước qua một năm mới rồi à, Tức là một năm mới thì mình muốn muốn là cái gì nó cũng sẽ mới mẻ và nó tươi sáng hơn à, đây, đây. Này ông vừa nói cái chữ mới nên hôm nay tôi nói chuyện là một chủ đề tôi nghĩ chắc hợp lắm này. Gọi là của lạ Mới với lạ là giống nhau đúng không Vũ? Dạ dạ nó cũng gần như là vậy à, Thế thì là cũng uh, Vũ biết rồi thì các cụ có câu nó gọi là một ký của lạ bằng một tạ của quen đúng không? ở đây người ta đang nói của lạ là người ta nói hám của lạ người ta đang nói về trong tình yêu đây. Yeah. thì bản thân vũ là thế nào bây giờ vũ có hám của lạ không và hám cỡ nào khai thật đi. Um thực ra thì uh, nguyên vũ nghĩ rằng là không chỉ một mình vũ đâu <laughs> mà hầu như bất kỳ một gã đàn ông nào cũng có một chút trong mình một cái máu hám cô lạ đúng không này, này ông đã chứ một chút là ông còn hơi <laughs> tôi nghĩ là nhiều lắm <laughs> uh, uh, thực ra thì uh, của lạ thì đương nhiên là nó một cái gì đó nó gọi là nó gần như là một cái mới mẻ mà ừ. mình chưa bao giờ thấy ừ. đã chưa lạ thì đương nhiên là mình không bao giờ quen ừ. thì khi mà lạ thì mình cũng muốn tìm hiểu Ừ. mình muốn coi cái nó lạ đến cỡ nào và nó ra sao. Ừ. À, còn cái mà hám của lạ thì vũ nghĩ là giữa cái hám của lạ với giữa cái tham lam nó cũng có khác nhau một bậc. Ừ. Ừ. Ví dụ như là trong cái tình yêu đi, ví dụ hám của lạ thì ví dụ như là mình 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 trong cái giai đoạn tìm hiểu thì mình có thể mình gặp người này ừ. mình thích người cái, gặp người kia mình thích cái thì vũ ừ. nghĩ cái đó không gọi là tham lam ừ. khi nào mình đã có người yêu rồi mà mình vẫn còn muốn cho mình thêm những cái của lạ khác thì vũ nghĩ đó là tham lam lại khác rồi thôi ở đây chủ đề của chúng ta không phải là tham lam dạ. mà chủ đề của chúng ta là của lạ thì phải nói thật thế này cái chuyện mà của lạ hám của lạ nó có nhiều dạng lắm dạ. có bồ hám có vợ hám thậm chí có hai ba vợ vẫn hám vẫn hám bởi vì thế này này đã gọi là của lạ có nghĩa là chúng ta đang phải có một của quen mới gọi là của lạ dạ yeah, đúng không yeah. chứ bình thường nếu mà vũ không có bồ vũ gặp ai thì cái đấy không gọi là của lạ <laughs> thế là trong một trường hợp đó thì của lạ là hơi bất hợp pháp rồi là... mình à, à. mình mình đi theo cái hướng là là không tích cực lắm ờ ừ, không tích cực lắm dạ yeah. thì vũ ừ. nghĩ rằng là đối với những cái của lạ ở đây mình cho nói thẳng nó là một cái sắc đẹp nào đó đi ừ. thì một cái sắc đẹp luôn luôn thì một người đàn ông thì lúc nào cũng thấy một cái sắc đẹp lúc nào cũng uh, mê hùng trận đó, đó. <laughs> cũng thích mình nhìn ngắm nhưng mà cái quan trọng là cái sắc đẹp nó 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 mình mình biết là nó điểm dần chỉ để ngắm mà thôi Vũ ơi cũng chưa khi nhiều khi cũng chưa phải sắc đẹp đâu nhá dạ nó khổ đấy nói sắc đẹp thì không tức nhiều bà vợ là bàng hoàng khi phát hiện ra là ông chồng mình chạy theo của lạ, của lạ nó xấu quá. Bởi <laughs> <laughs> vì khi nó lạ là nó hấp dẫn rồi, yeah. không cần phải là nó đẹp. Vũ có biết cái chuyện đấy không? À, Vũ cũng có nghe một vài trường hợp như vậy. Ừ. Tuy nhiên nếu mà xét về vấn đề cái lúc ngay lúc đó thì về phải xét ngược lại với, về phía với gia đình về ừ. biết cái người cái người mà đang là cũ quen ừ. thì hỏi cái cách họ đối xử với cái cái người quen nó như thế nào và ừ. nó đang có mâu thuẫn gì khiến cho cái người mà để đi phải đi tìm của lạ họ phải, phải chán trường để mà tìm cho mình của lạ hay không? Ừ. À, hả? Dạ. cho nên là ông này ông lại thay vì lên án cái khói của lạ thì ông lại lên án cái người quen <laughs> ông khôn ông bảo là tại lỡ đầu tiên là tại người quen dở quá đôi Tôi khi thấy... là như vậy đôi khi là như vậy ông này gian <laughs> <cười> <cười> đúng không cái là tìm đầu tiên là tìm cách thanh minh cái đã yeah. tôi thích của lạ là bởi vì của quen là có khuyết điểm <laughs> Um, thực ra thì um, đôi khi về những có những cái mâu thuẫn chẳng chẳng hạn như bây giờ em nói trên liên hoàng nghe ừ. ví dụ cái người yêu của mình lúc nào cũng nhìn thấy lúc nào cũng bê tha ừ. lúc nào cũng nhìn nó bê bối làm sao á <laughs> mình đi ra đường một gặp người 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 bên cạnh mình lúc nào mình cũng cảm thấy là mình ừ. mình, mình mình có cũng nói cái gì đó mình mắc cỡ đi chẳng hạn ừ. thì trước tiên vũ nghĩ là những cái người quen nên hoàn thành hiện mình trước để cho cái người đó đừng bao giờ nhìn thấy cái của lạ mà hãy nhìn thấy của quen là luôn luôn mới mẻ trong mắt người người quen đó ông ơi ông ơi ông nói thì hay lắm làm sao cái điều ấy khó lắm vui ơi yeah. thì thứ nhất là đôi khi là cái của quen ấy là lâu năm rồi tất cả những quần áo tất cả những dáng điệu là đã diễn hết rồi đúng rồi thứ hai nữa rồi. là con cái các thứ rồi thân hình thôi ông ơi ông <laughs> ông là <mà> gian <laughs> đẩy hết những cái tội lỗi cho bên kia ừ uhm, uh, nói là như vậy thôi nhưng mà bản thân bản 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 thân mình như vụ nói vũ nói đó thì nếu như nó nó chỉ biết dừng lại ở mức độ là 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 tìm hiểu và ngắm nghía thôi, ừ. à, thì mình ví dụ như là cái bình hoa đẹp mình chỉ nhìn ngắm thôi chứ mình không sờ mó, <cười> <cười> thì mình nghĩ là nó vẫn hay hơn. Nếu như mà mình đã rơi vào trường hợp thám của lạ thì mình nên biết dừng. thì nó khi mà sâu quá thì em nghĩ nó lại dính vô cái trường hợp nó bị vô là tham lam. Đấy. Rồi. Thì cái là bản thân vũ này đã từng gặp cổ lạ như thế nào? và đã từng xa ngã hoặc đã từng không xa ngã như nào khai thật thế nào um... <cười> <cười> chương trình này là chương trình đêm khuya nhá khai thật đấy không khai thật là người ta sẽ <laughs> thể... thực ra thì um, em thì chưa có gia đình ừ. giờ chỉ có mới người yêu thôi thì người mà, yêu vẫn có lạ chứ Tại vì không? thực thực sự ra thì người yêu mình như anh nói đúng là lạ. Cái <laughs> thời gian mình tìm hiểu nó 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 nó, nó không có được nhiều. Có ừ. nghĩa là tại vì mà em còn phải có công việc nữa. Ừ. Chính như vậy mà những cái thời gian mình tìm hiểu đó là mình chỉ có thời gian để ngắm cái cổ lạ của mình mà thôi. À. Không có thời gian để mình chú ý đến những cái cổ lạ khác. Cho nên, cho ừ. nên khi mà đã cái cái cổ lạ mình đang ngắm thời gian dài trở thành của quen hết thì mình lại quý. Ừ, Nghĩa là ông chưa ở cái mức độ là cái của quen thành chán và đúng rồi chưa có mức độ chán mà cũng đang là à? chợ đang là ở mức độ là Thật quý ông ơi, ông, quý ông, cái của lạ đó của mình ông, <laughs> ông, ông ông chắc ông sợ cô đang xem chương trình rồi không có đâu à, không có rồi. đâu cái mà cái mà cái kinh nghiệm mà về cái vấn đề hám của lạ này thì em phải học hỏi anh thôi tại anh có gia đình rồi thì, em thì chưa có gia đình cho nên em phải hỏi ý anh là khi anh có của lạ hám của lạ anh rơi vào trường hợp đó thì anh xử lý như thế nào để cho em còn học hỏi kinh nghiệm nữa à nếu mà em đã hỏi thì anh cũng thôi anh bắt em nói thật mà anh không nói thật thì chướng đúng không <laughs> dạ ờ à, Học của lạ thì, thì nhất nhất là nhất là, nhất là cái nghề anh rồi cái của lạ mà anh gặp thì thường lại là, là của đẹp nữa cơ dạ yeah. đúng không anh may mắn được gặp đẹp ờ, không gặp đẹp đúng không mà cái... <laughs> chứ còn có những lạ xấu dạ yeah. ừ nhưng mà mình lại là mình lại là lạ là, là đẹp thế thì uh, bảo là không thích thì có mà điên à đúng dạ, không? chính xác ừ nhưng mà thôi thì anh cũng nói thật là anh thích nhưng mà anh cũng biết dừng <laughs> dừng ở cỡ nào thì làm sao mà thành bảo, bảo vệ hạnh phúc gia đình thôi. đúng không uh, thế còn dừng ở cái mức độ nào thì giờ thì cũng sao mà dám khai yeah. <laughs> chỉ có điều là giờ, giờ phút này thì gọi là sao nhỉ uh, nếu theo con nữ giang hồ là chưa bị bắt <laughs> um em nghĩ rằng là cứ mỗi bất kỳ ai đều có trong 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 mình là một cái 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 gì đó nó hám của lạ ừ. mà nhất là trong tình yêu ừ. thì 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 đôi khi nó trải qua một thời gian cái cái sự nhàm chán bắt đầu nó lên ngôi thì thì thì, <laughs> thì cái tình yêu của mình cái tình yêu của người đó nó sẽ bớt đi ừ. thì cái cái giữ hạnh phúc trong cái tình yêu đó là không chỉ một người đàn ông hay không đâu mà em nghĩ là luôn cả người con gái thì cũng nên có tìm cách để ý, ý, mà giữ cảm khúc lại Vũ Vũ nói là một thời gian thì các sự nhàm chán nó lên ngôi dạ. cái thời gian đấy đối với Vũ là khoảng bao lâu nào um, Hai thật Hiện tại thì em 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 cũng chưa có đoán được mình bao lâu ừ. tại vì rõ ràng thì như em nói là cái của lạ mà mình một khi mình đã chinh phục được ừ khi mình chưa có người yêu mình chinh phục được cái của lạ đó ừ. thì cái thời gian công sức mình bỏ ra nó rất là nhiều chính như vậy mình lại quý cái của lạ của mình đang có anh ừ. hiểu không ở, đang ở thời dạ. kỳ quý đang thời kỳ quý đang thời kỳ quý nghe là nó lại như thế này nó cũng giống như thế này thấy mà cái điện thoại chẳng hạn không có tiền mua gom góp mãi khi có tiền mua được thì ít nhất là mấy tháng đầu sướng cái đã Dạ đúng nhàm chán thì sao đúng không <laughs> chính xác <xa> thì, <laughs> thì ông ông đang ở thời kỳ sướng thì thôi tôi cũng chẳng dám nói nhưng mà nhưng mà ông đoán là cái thời kỳ này bao lâu không nói được à dạ yeah, dạ yeah, chưa chưa nói, chưa nói được nhưng mà nhưng mà thỉnh thoảng thỉnh thoảng ví dụ như là uh, không có người ấy bên cạnh thì em đi ngoài đường em thấy người, người đẹp thì vẫn cứ mình phải nhìn nhìn nhá nhìn nó ô oh, đẹp quá ở đâu ra mà đẹp nhưng mà mình rõ ràng là khi mình nhìn thấy cái cái đó xong cái mình lại nhớ chụp đến đôi khi mình lại nhớ chụp đến người yêu của mình Úi giời à, ôi đạo đức đầy người. Đó. Mới, <laughs> Mới tính xá như này một tấm sáng cho nghệ sĩ thế là không thể đề là vũ cái gì nguyên vũ nữa mà gọi là đề gì nhỉ? đạo đức vũ, <laughs> có dám nhận cái danh hiệu ấy không? Dạ à, không ạ. Thực ra thì mình hiện có thể là bây giờ mình chưa mình chưa mình chưa lọt vào cái trường hợp này. Ừ. Nhưng biết đâu trong vòng khoảng chừng mấy năm sau, mình mình lại xa ngã. mình lại xa ngã, mình lại dính vào cái trường hợp này cho nên là cái 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 từ mà đạo đức vũ thì vũ không dám nhận đâu. <laughs> nhưng mà vũ vũ dám, dám khẳng định là mình chưa bao giờ xa ngã với của lạ không ừ, em đối với bản thân mình thì mình cũng khẳng định là như vậy hiện tại thì mình chưa có xa ngã với của lạ của lạ ở đây có nghĩa là mình đang có một cái cũ quen như anh nói là mình xa lạ ngã vào cùng của lạ mới thì mình chưa có nhưng, <laughs> nhưng mà, mà mình, nhưng mình... mà một lúc mà có ba bốn của lạ là có rồi đúng không <cười> <cười> mình lại bị như mình bị lại như lọt vô trường hợp khác là mình không hám của lạ nhưng mà bạn mình lại hám của lạ với đâu chứ anh <laughs> thì rồi sao mình xử sự à nghĩa là mình không hám cổ lạ nhưng bồ mình hám à bồ mình lại hám <laughs> thì đau nhỉ đầu đàn ông mà bị nó mới đau anh à à cho nên là cho nên là thế này trên thế này này thà mình hám đừng thể bồ mình hám <laughs> rút ra kinh nghiệm đó không anh <laughs> à, hôm nay vũ đưa ra một cái lập luận mới nha thế là thôi thì nếu có gì thì mình hám trước đi đừng để cho người ta hám 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 gọi là trên đầu trên cổ mình <laughs> Em có định nói thế không? Um, em thì vẫn giữ lập trường là khi mà một khi mình đã uh, chinh phục được cái của lạ um, Của lạ mà mình dành thời gian nhiều nhất ừ. Thì uh, nên quý đó Nên quý đó Quý ừ. để mà mình cảm thấy là uh, Cái của lạ đó luôn luôn là của riêng mình Nó không phải là của lạ trong mắt người khác Ừ hay Nên quý Thôi toàn những lời khuyên có lý Nhưng mà chắc. <laughs> ông ơi ông gặp một cái của lạ mà người ta đâu có nghĩ kỹ thế được <laughs> ờ, bởi vì sao nhỉ cũng biết rồi ví dụ như là trong đồ đạc nhé yeah. trong các thứ đó, người ta sợ nhất là gì đụng hàng có nghĩa là người đúng ta mà. sợ nhất là cái thứ hàng quen đúng rồi đúng không yeah. nên là bây giờ ngay cả bây giờ cái iphone đi nữa mà ai cũng có thì thôi vũ có vũ chẳng thích thú rồi nữa Dạ yeah. Đấy. mà Hũ, 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 vũ vỡ một cái điện thoại mà có khi giá cả đã tồi ấy. nó hoặc là chức năng nó kém hơn iPhone nhiều nhưng chẳng thằng nào có là vũ sướng hơn nhiều khi nó bự hơn đúng không nó, nó, nó bự hơn, hơn nó, hoặc nó, xanh, nó xanh xanh đỏ đỏ nó lè lẹt hơn nhưng mà nhìn cái ai nó hỏi ở đâu đó cái gì đó Được. thì Được. nó sướng hơn việc để, để cái iPhone ai hỏi cho nên là của lạ đó thì nó vô tận lắm và nó nó xuất hiện không biết đâu mà lường đúng rồi bởi vậy cho nên em nói là nhiều khi là mình phải dành lấy cái của lạ đó cho riêng mình của lạ vẫn là trong mắt của mình là của lạ nhiều khi trong mắt mọi người đó không phải là của lạ nhưng mà mình nhìn người của mình lúc nào cũng là của lạ thì nó cảm thấy nó gọi là nó hứng thú hơn cho nên là ngay cả người 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 yêu của mình họ cũng phải tự tự biến đổi cho thành mình thành cái của lạ trong mắt người à, của mình à em nói cái đấy thì hay có ừ. nghĩa là thật ra đó một trong những nghệ thuật mà của cổ tình yêu á là luôn luôn phải lạ trước cái người một của mình dạ yeah đúng không cái ca quá trình sống là quá trình luôn luôn gọi là mới liên tục hoặc là nói theo cách khác là lạ liên tục <laughs> nhưng mà lạ đừng có sốc quá anh <laughs> nhiều nhiều khi mình đi mình đang nên mình mình ví dụ mình một tuần sau mình không gặp tự nhiên chị bạn bỗng nhiên bạn ấy uh, lọa một cách lạ lẫm luôn <laughs> lúc đó là là cái, cái nguy cơ nó đổ vỡ nó còn cao hơn nữa nhưng mà tôi thấy chả biết ai chứ bản thân vũ á lạ lắm anh chả biết gặp lần nào giống lần nào quá à. quần áo đầu tóc lúc nào cũng khác mà <laughs> đó là tại vì đôi khi trong cái nghề của mình mình cũng muốn tạo một cái điều mới lạ cho mắt khán giả để họ họ khỏi nhàm chán với bản thân mình nhưng mà thế này là một ca sĩ mà hay đi tỉnh thì hay được các em bất ngờ đúng không hay được các em bất ngờ hâm mộ lắm Gọi là của lạ đông lắm mà của lạ bất ngờ lắm của lạ nhiều thành phần lắm thì thường vũ giải quyết thế nào Um, đối với vũ thì uh, khi đi tỉnh thì chính những cái tình tình cảm mà của khán giả ừ. những cái lạ lẫm của khán giả ôi anh như vũ em em chưa bao giờ thấy ở thấy ở ngoài hết nên gặp mình thì họ rất là mừng thì mình cảm thấy rất là vui ừ. điều đó thì mình cảm thấy vui hơn rất là nhiều ừ. thế à dạ chuy nã tận phòng có không có giờ mở cửa ta thấy năm bảy cô gọi là hâm mộ đang ngồi sẵn ở trong không khai <laughs> thật đi gọi là nhiều người luôn nhiều người ngồi phía ngoài sẵn nhưng mà là được trong lòng mình thì sao thì thường là sự sự thế nào um, nghiêm túc uh, nói rằng là tôi không thích của lạ đâu về đi à um, mình 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 thì mình không không có nói như vậy là tại vì mình đâu có biết người ta đến với mình như là là vì của lạ đâu anh thực ra thì họ đến với mình vì vì yêu thương uh -huh. vì cái sự yêu mến hay là hâm mộ về tài năng hay là hay là thích với bản thân mình cũng được nhưng mà thì chính vì vậy cho nên mình sẽ bắt ghế đó mà mình ngồi nói chuyện chung hết Ừ, đẹp đức quá đạo đức quá <laughs> yeah. nghi quá uh, nhưng thường mọi người thường nói thì ờ uh, giữa giữa fan với lại giữa ca sĩ thì nó vẫn có một cái gì đó một cái khoảng cách vô hình ừ uhm. mình cũng nên có một cái khoảng cách vô hình uhm không có nghĩa là là mình mình trao hết tất cả những cái tình cảm mình có nếu mà đụng ai mình cũng trao cũng trao tình cảm giống như là tình yêu thì đó là không 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 đúng như vậy Có đó là mình lợi dụng pha <cười> 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 nhưng mà vũ thì đạo đức như vậy các nam ca sĩ khác có không Tôi nghĩ... vũ nghĩ là ai cũng như vậy cả ai cũng vị cũng sẽ là như vậy những ca sĩ khác cũng sẽ là như vậy chỉ có một 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 số một một vài người nào đó trong một cái thời điểm nào đó nông nổi Ừ. Ờ, có thể sẽ là thể tạo một cái một cái uh, sự việc nó không tốt nhưng mà vũ nghĩ là đa phần tất cả những ca sĩ khác ai cũng muốn giữ cái hình ảnh đẹp uh, và tốt trong mắt những người fan của mình. sao tôi nghe đồn là các nam ca sĩ đi tỉnh là nhiều chuyện rắc rối lắm và không phải ai cũng giữ được mình đâu nhá. <laughs> mà nếu tôi là nữ nam ca sĩ cũng chưa chắc tôi giữ nổi đâu bởi vì ừ. trời ơi thứ nhất là của lạ đông thứ hai là nhiệt tình thứ ba là của lạ hồn nhiên <laughs> rất hồn nhiên nữa và thứ tư đó là của lạ này xuất hiện một cái rồi đi mình ừ. có khi chỉ xẹt qua cái địa phương có lần thôi anh cũng biết đó là cái gì mà tốt thì họ họ nói rất ít <laughs> nhưng mà chỉ cần một lần xấu thôi thì họ sẽ đồn rất là nhiều nhưng mà đối với bản thân em thì em nghĩ là uh, mình đã tạo được cái hình ảnh trong suốt thời gian dài nó rất là khó ừ. mà mình để chỉ cần vài công việc để mình phá bỏ nó đi thì rất là mau cho nên chính à. chính vì vậy cái thời gian dài để mình tạo dựng được cái hình ảnh và cái tên tuổi nó nó lâu và nó khó khăn nên ừ. mình phải biết tôn trọng cái 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 sự việc của mình tạo ra trong suốt thời gian như vậy ừ. không gì những vài vài một cái chuyện nao lòng nào đó để mình phá vỡ được cái 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 hình ảnh của mình đã tạo dựng ừ. Ừ. <laughs> <laughs> Ây trời, anh nghe ông này giảng dài thế nó đâu vào đấy Hoàn hảo à, Vậy tôi hy vọng có hai cái hy vọng xảy ra Một là đến năm 60 tuổi tôi vẫn gặp Nguyên Vũ và thấy vẫn là một người nghiêm túc đứng đắn hai là có ngày nào đó đùng một phát tôi phát hiện là người ta giật tít lên là ông đã gây ra một cái chuyện gì để tôi gặp ông tôi cười tôi kể lại nhưng hôm nay tôi bảo rằng là à ngày đấy ông xạo <laughs> không um, đối với em thì đến thời điểm này thì thì em tin là mình đã làm đúng ừ. một một số cái công việc ừ. nhưng về sau thì đôi à, khi biết được? không biết được cái chuyện gì xảy ra trong trong về sau cả đến ngày hôm nay em khi em em tạo một thời gian dài em làm việc về ngày hoạt động nghệ thuật em cũng không nghĩ là mình sẽ tạo được cái tên tuổi đến ngày hôm nay ừ. và mình chỉ cố gắng mình như một con ong mình cứ làm 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 <laughs> và đến hôm nay thì mình bỗng nhiên mình có được cái tên tuổi nhất định như vậy ừ. nhưng mà về sau mình đâu có biết được tự nhiên già cái sanh tật rồi sao anh có <laughs> già đã sanh tật rồi <laughs> già đã sanh tật lúc đó mình lại phá vỡ đi những cái gì mình đã quyết định từ hồi đó đến giờ đúng nhưng mà thật ra không cần phải già đâu mà gặp một cái lạ mà cái lạ hấp dẫn quá cũng thanh tật đấy nhá. <laughs> Thì là đời đàn ông mình là luôn luôn cũng có một dạ. chút đề phòng và cũng có một chút gọi là sao nhỉ đừng có nói quá. Dạ. Sau này nhớ có chuyện gì người ta cười. Dạ đúng chính xác à, mà em nghĩ là người phụ nữ cũng đôi khi cũng thích cái hư nào đó của người đàn ông anh à. à, à cái này thì đúng đấy đúng không anh đúng đúng đôi đúng, khi đúng. người đàn ông mà ngoan quá thì không người hồng. phụ nữ cũng không không thích phải có một cái gì đó hư hư, hư một hư, chút hư, xíu thì hư. Yeah. bởi vì ra cái hư nó dễ đồng cảm lắm nha yeah. <laughs> vì, vì khi mình hư thì người phụ nữ họ cũng có thể kể cho mình nghe những cái ngày ta họ hư sẽ là yeah. hai bên cảm thấy gần yeah. gũi và đó. đôi khi đôi khi cái hư của mình lại tạo điều kiện cho người phụ nữ lên mặt dạy mình chứ anh đúng <laughs> đúng đúng diễn giả là vĩu cũng khôn khéo lắm <laughs> <laughs> ừ, nhưng mà từ nãy giờ cứ toàn nói rằng là của lạ là đâu đến thôi bản thân vũ đó là của lạ của ai chưa à, thực với anh thì em cũng có của lạ trong mắt một số người <laughs> là có khai thác không đến bây giờ thì một số người vẫn vẫn thích là khám phá của lạ này <laughs> nhưng nhưng nói thật với anh là đôi khi của lạ này cũng khó lắm không phải dễ cho mình khám phá đâu trả tiền em <laughs> đúng không nghĩa là thế này này mình không khám phá nó thì thôi để nó khám phá mình lại mình, mình, mình trao lại cho người ta đúng không ừ. mình trao lại thôi giờ mình thay mình... thay vì là mình là thủ phạm thì mình là nạn nhân đi <laughs> hay hơn đúng không bố đôi khi có gọi gọi là gọi là, là cái hư đó anh rồi ừ. cái hư đó cái hư của mình đó. Đúng không? cái hư mình không muốn làm thủ phạm đâu người ta cứ làm thủ phạm với mình đi ừ. mình biến mình thành nạn nhân mình biến mình thành là của lạ dạ đúng rồi um... Đối với, đối với em thì thì ngoài cái chuyện là trong công việc thì ừ. cái chuyện tình cảm nó cũng là một cái điều gì đó nó 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 hơi thiên về một cái gì nó thiêng liêng một chút xíu ừ. có nghĩa là có thể mình hư trong một cái phút giây bồng bột nào đó thôi ừ. nhưng không có nghĩa là trong những cái phút giây bồng bột đó là mình trao hết tình cảm của mình đó gọi là xa ngã đó anh à, đôi khi xa ngã đôi khi mình phải xa ngã nhiều khi có công việc mình buồn quá những những lúc mình bị stress ừ. một cái tình cảm nào đó đến với mình ừ. an ủi hay là chăm sóc lo lắng thì mình tự nhiên mình bỗng chút chóc xa ngã ừ. nhưng mà trong thời gian xa ngã đó đôi khi mình cũng nhận ra đó không phải là tình yêu à, hay yeah. đôi khi đó không phải là tình, không tình không. yêu không đó là của lạ thì không là tình yêu đâu yeah. của lạ thì thường nó chỉ là cũng như thế này này Ví dụ như cái này nói cũng rất đơn giản thôi là ví dụ như người ta ăn phở bãi thì ta ăn nhưng mà thật ra là người ta lại quay lại ăn cơm thôi. Yeah. Một năm 365 ngày thì ăn cơm đến ít nhất là 360 á. Đúng không? Thành ra là cái đấy nó chỉ là một cái phụ thôi, không ai yeah. lấy không ai biến phở thành cơm cả. Nhưng mà nhưng mà người ta nói là không thể không có phở. <laughs> đấy là đây không hoàng không nói hoàng nữa nhưng mà nói ừ. hạ nó <laughs> yeah. anh cũng khôn, nữa anh không nhớ ảnh <laughs> à, bố không biết cái câu thơ nổi tiếng của giáng hồ à coi vàng như rác yeah. coi bạc như dơm chung thủy với cơm sắt son với phở mm. <laughs> câu này yeah. hay câu này hay đúng không dạ yeah. um, đôi khi đôi 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 khi uh, uh, cơm cũng phải thông cảm cho 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 phở, cho phở đôi khi cơm cũng phải thông cảm cho phở nhiều lúc là như vậy trong người đàn ông ai cũng có một chút xíu gì đó hám cô lạ cũng phải hám của lạ không có chút xíu đâu nhiều lắm luôn đấy <laughs> mà không ai nói ra đúng không, không ai nói ít ra, người nói ra thôi mà không ai mang ra để cân cả nhưng mà yeah. nhưng mà tôi bảo đảm là cái máu tham của lạ là đầy trong người yeah mà nhìn như vũ là nó dâng lên tận cổ ấy, <cười> <cười> không phải là chút xíu đâu, <laughs> anh đừng là ác anh kha luôn cả em ra, thế <laughs> nên là, nhưng mà cái cuộc đấu tranh và cuộc cái cuộc đấu tranh để gọi là sao nhỉ, tránh sự sang ngã với của của lạ là cuộc đấu tranh gian khổ vất vả trường kỳ đó, nó cũng là và cái trong cái cuộc là... đấu tranh đấy là hy sinh đầy ra dạ, và rồi. và và không và bị thương hoặc là tổn thất nhiều lắm đúng anh nói cái này thì phải nói là em phải công rất công nhận với anh một cái điều đó là để mà tranh đấu được giằng xé trong lòng của một người đàn ông để tranh đấu được uh, mà tránh bị sa ngã với cô lạ nó là cái, cái sự đấu tranh gian khổ của anh ơi <laughs> <laughs> um, tại vì rõ ràng thì um, nhiều khi nó của lạ nó có một cái sự đồng cảm gì đó mà đúng trong rồi. suốt thời gian người ừ. đàn ông không 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 có được cái sự đồng Thái cảm cái này đó. của lạ thì nó có cái hay thế này này nói cho vũ nghe là họ, đúng như vũ nói họ tha nghĩa là thế này họ cũng xác định là họ đến nhanh và họ có thể đi nhanh cho nên là họ không có chấp nhận nhưng cái khuyết điểm của mình họ cũng coi nên là bình thường yeah, đúng yeah. không vì họ không định gắn bó lâu dài mà cho nên là họ không đòi hỏi rắc rối nó giống như là Vũ mua một cái đồ gì đấy mà để xài một lần á, Vũ sẽ không quá quan tâm là nó bền hay là nó đẹp hay gì đúng, nhưng mà đúng, chỉ là đúng nó vậy. tiện thôi. Yeah, yeah. Thành ra là tiếp xúc với cổ lạ nhưng khi rất là tiện. Và rất nhiều cổ lạ biến thành của quen là bởi vì là người ta thấy thoải mái quá, người ta thấy dễ chịu quá, người ta thấy trời ơi nó không có rành buộc gì, không có lằng nhằng gì, không có lèo nhèo gì. Đến chỉ toàn là vui thôi cái sự hấp dẫn của của lạ nó rất nếu mà phân tích ra thì nó mênh mông vô tận nó không đơn yeah. giản đâu và mà mà anh nói cái sự hấp dẫn thì em nghĩ là đôi khi nó có một cái sự hấp dẫn mãnh liệt anh à đúng dạ yeah. nó có thể phá vỡ một cái tảng băng anh ừ. nó có thể phá vỡ và, cái tảng băng và những cái trường hợp như thế này cái trường hợp mà có cái của quen bao nhiêu năm xong là gặp cái của lạ có một tuần thôi mà xa ngã hoặc là hoặc là bỏ hẳn là chuyện xảy ra hoài à dạ. Yeah. và yeah. đặc biệt là nói thật nha, mà nhiều khi cái cổ lạ đó ở những cái ở những cái phương diện mà không ai ngờ được. cái này nó cũng nói thật là nhiều bà vợ đó té ngửa ra khi biết là ông chồng lăng nhăng với cô ô xin mm, đúng không? Yeah. vì mà đầu tiên khi mà gặp cái ô xin nuôi cô ở trong nhà là không bà vợ nào nghĩ là phải đề phòng, à. nào là đen, nào là quê, nào là văn hóa thấp, nhưng mà thứ nhất là nó lạ, yeah, à, yeah. thứ hai nữa là quá trình nó biến đổi và thứ ba là nó có những cái cái sự quan cái là cái cái đòi hỏi của một cái cô xin với ông chủ á, nó hoàn toàn khác của bà vợ nó sẽ rất nó gọi là nó nó thần tượng cái ông đấy và làm cho ông ấy rất là dễ chịu ngoài những lý do gì khác thì mà cái chuyện mà mà mà, mà ô xin mà dính với ông chủ á, mà làm cho người vợ gọi là gọi là nói không là ngỡ ngàng nó cũng xảy ra cũng khá nhiều yeah. và thật ra là nhất thì, khi mà lý giải thì nhưng người chỉ nói là nó lạ thôi, nhưng thật ra đằng sau cái lạ nó có nhiều vấn đề lắm. Dạ. Yeah. Ông cứ dạ dạ chắc ông có dính chưa mà ông có vẻ <laughs> nghe đi ông để có vẻ nghe này. em nghe để mà rút kinh nghiệm sau này. Em <laughs> <laughs> còn người ta chỉ nói của lạ thôi thì của lạ có nhiều thành phần thì ô xin chỉ là một thành phần. Dạ. Yeah. Được không? Nhưng mà của lạ có thể xuất phát từ bạn bè, có thể xuất phát từ vô tình, từ người hâm mộ, xuất phát từ cô giáo. Mộ, ôi trời anh ơi nếu mà cái cái cổ lạ đó thì em nghĩ là nó có trùng với lại cái tiếng 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 xét tình đầu tiên không anh nó có giống không, nhau không, không anh không 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 tiếng xét á thường là như thế này này phải nói là nếu mà tiếng xét ấy thì gặp mà người ta choáng váng ngay dạ, thì thường dạ. là cái tiếng xét đấy nó phải dẫn đến một cái cô hoặc rất nổi tiếng hoặc rất xinh đẹp còn cái cổ lạ đôi khi nó không cần như thế nó chỉ là đầu tiên có thể thường đối với cổ lạ là có thể ngày gặp đầu người ta chưa có một cái ấn tượng gì Yeah. Nhưng mà nó sẽ có ấn tượng rất là nhanh trong một hai tuần hoặc là một vài ngày. Chứ hoặc là em nghĩ là... thì ngay hoặc là em nghĩ là cái 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 của lạ đó đôi khi nó có cái sự gì đó tự nhiên đồng cảm, bất ngờ đồng cảm hơn. Hoặc là bất ngờ đồng cảm, hoặc là bất hoặc là bất ngờ hứng thú. Yeah. Hờ, hoặc là bất ngờ xa ngã. Thôi thôi, nói chung là nó kèm theo biết bao nhiêu cái bất ngờ. Bởi vậy cho nên là cái của lạ nó rất là mong luôn không? Anh? Nên mong luôn cho nên mong lung, rất mong cho nên thôi thế này này. Yeah. Muốn đề phòng của lạ đó thì có <cười> nhiều cách <laughs> <laughs> Ờ, mà một trong những cách quan trọng nhất là có lẽ là, là nên ít tiếp xúc, Làm sao để ờ, tránh trong trong cái công việc hàng ngày mình xảy anh... ra mình tiếp xúc rất nhiều người à, làm thì đấy, đặc biệt là các nghệ sĩ khó, nữa thôi khó, rồi. Hay tóm lại thế này nhá, hôm nay yeah. anh Nguyên Vũ ở đây và Nguyên Vũ nói rằng Nguyên Vũ rất là đạo đức nhưng mà vì là cái công việc của nguyên vũ rất hay phải tiếp xúc với của lạ cho nên nếu sau này mọi người có phát hiện ra nguyên vũ có cái tội lỗi gì thì cũng tha thứ vì bản chất nguyên vũ không phải như vậy có đúng không ờ, nó nó không hẳn là như vậy nhưng mà cũng chỉ mong là như vậy thôi Rồi <laughs> ờ, cảm ơn em yeah. ừ em uh, rất là cảm ơn anh lê hoàng đã uh, có thời gian uh, dành thời gian cho em ngồi đây nói yeah. chuyện và cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã dành thời gian ngồi nghe câu chuyện phím của nguyên vũ và anh lê hoàng vũ xin uh, phép được chúc cho tất cả quý vị anh chị bạn có một cuộc sống luôn luôn vui vẻ luôn luôn hạnh phúc yeah. và thật nhiều may mắn đặc biệt là uh, <laughs> những người lạ. hám hám cô lạ thì ít ít thôi <cười> <cười> yeah.